chú ạ. Cảm ơn cô. Nhờ có cô và chúng tôi mới có bánh mì ăn. Những người chứng nhật chúng tôi là không có cái gì ăn cả. Có gì đâu ạ. Ai? Chúng mày làm gì ở đây đây? Anh làm cái gì đấy? Cút đi chỗ khác. Anh ơi, nhưng mà bọn em làm thiện nguyện thì có ảnh hưởng gì đến ai đâu ạ? Ảnh hưởng đến ai á? Ảnh hưởng đến đất của anh tao. Anh tao không thích cho chúng mày phát. Đây là công ty của tôi. Tôi không muốn mấy người làm những việc quấy bẩn ở đây. Công ty của anh to như thế này, chắc gì anh đã làm được nhiều việc tốt như chúng tôi. Đúng. Đúng mà. Anh quá đáng rồi đấy. Đúng là cái đồ thất đức. Ông nói cái gì? Này anh chị, hay là anh chị gọi công an đến giải quyết đi. Sao lại phải sợ những người xấu như thế này? Mà pháp luật ý, thì lúc nào cũng bảo vệ những người tốt như anh chị thôi. Cô là Liên đúng không? Cách đây mấy ngày, chính cô là người đến công ty của chúng tôi để kêu gọi thiện nguyện. Kế toán của chúng tôi đã chuyển cho cô 1 tỷ. Tại sao đến tay người nghèo chỉ là một cái bánh mì? Anh, em nghĩ là cái này anh em ra ngoài kia nói chuyện. Không phải đi đâu hết. Anh tôi nói đúng đấy. Mọi người nhìn xem đi. Cái tờ giấy mà mọi người ký vào ấy. Trong này được nhận 1 triệu đồng và 10kg gạo. Tại sao đến tay một người chỉ là một cái bánh mì? Hóa ra là mình được nhận cả tiền à? Bị bỏ. Thế là ăn chặn à? Đúng ăn chặn rồi. Lòng tốt của chúng tôi không phải để cho cô vụ lợi cho chính bản thân mình. Nếu như ngày hôm nay chúng tôi không phát hiện ra, cô còn đi lừa bao nhiêu người nữa. Đưa hết về công an cho anh. Cho lên công an. Nếu là lừa đảo thì phải cho lên công an. Chúng mày theo bao.